Thi, nghe nói vừa đi Paris về phải không? Paris đẹp nhưng mà lạnh lắm. Giờ đắt đỏ lắm đó. Có một Paris đồ thôi mà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, phải không ngài tổng giám đốc? Bạn này chơi ván cờ được bao lâu rồi? Cũng gần được 3 năm rồi đó. Ủa vậy hả? Đúng rồi, nhưng mà lúc nào muốn là mình cho Đức đo ván ngay. Đậm đà Liptông, ấm tình bằng hữu.